Ma túy luôn mang lại lợi nhuận cực lớn, do đó vẫn là món hàng hấp dẫn với nhiều ông trùm. Để bảo vệ bản thân và ma túy, nhiều đối tượng luôn thủ theo hàng nóng, sẵn sàng chống trả khi bị truy bắt. Dịp Tết 2024, Công an tỉnh Bình Dương phối hợp cùng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an khám phá đường dây ma túy xuyên quốc gia, thu giữ hơn 65 kg ma túy. Theo hồ sơ của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an, Võ Văn Quyền, sinh năm 1991, quê huyện Châu Thành, An Giang, là đối tượng có dấu hiệu hoạt động mua bán ma túy trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Đến đầu tháng 1 năm 2024, Quyền chuyển sang địa bàn tỉnh Bình Dương để tiếp tục hành nghề. Đây cũng là một đầu mối tại Việt Nam của đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia từ Campuchia về Việt Nam. Từ cơ sở đó, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã xác lập chuyên án đấu tranh và phối hợp cùng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Hải Dương để khám phá đường dây này. Đến Bình Dương, Quyền thuê căn nhà ở số 1/16A, khu phố Bình Đức 1, phường Bình Hòa, thành phố Thuận An để làm nơi cất giấu và giao dịch mua bán ma túy. Ban chuyên án đã bố trí trinh sát theo dõi di biến động của đối tượng, thu thập chứng cứ phục vụ cho công tác đấu tranh. Khoảng 16 giờ 40 phút ngày 29 tháng 1 năm 2024, lực lượng phối hợp phát hiện tại trước căn nhà nơi Quyên ở, một nam thanh niên tử vong trong nhà cầm theo một hộp giấy và một túi ni lông, miệng kéo dính để giao cho một shipper đang chờ ở bên ngoài. Tổ công tác kiểm tra, người thanh niên khai tên Huỳnh Trung Dũng, sinh năm 2006, ngụ huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh và thừa nhận số hàng nói trên là ma túy. Cùng thời điểm này, Võ Văn Quyên từ trong nhà bước ra cũng bị các trinh sát giữ lại. Qua khai thác nhanh, Quyên thừa nhận số ma túy trên là của mình giao cho Dũng để Dũng giao cho shipper. Tiền công mà Quyên trả cho Dũng là một cục ma túy để Dũng sử dụng. Khám xét nơi ở của Quyên, cơ quan công an thu giữ khá nhiều tang vật là ma túy cũng được ngụy trang trong các hộp sữa, thùng bia, lon chứa hạt điều với tổng trọng lượng hơn 64kg ma túy các loại. Quyên khai thông qua các mối quan hệ xã hội, Quyên quen biết và liên lạc qua mạng xã hội Telegram với một người đàn ông tên T ở Campuchia. Người này đặt vấn đề thuê Quyên nhận ma túy từ Campuchia chuyển về cho Quyên để phân phối cho các đầu mối ở Việt Nam. Hám lợi, Quyên nhận lời. Theo thỏa thuận, sau khi nhận hàng, Quyên có nhiệm vụ chia nhỏ ma túy, đóng gói lại rồi bỏ vào các hộp sữa, thùng bia, lon hạt điều rỗng và gửi qua dịch vụ giao hàng theo các địa chỉ mà T chỉ định. Khi shipper đến nhận hàng, Quyên sẽ thuê người chạy theo sau để giám sát việc giao hàng đảm bảo đúng địa chỉ. Khi phi vụ hoàn thành, T sẽ chuyển trả tiền công cho Quyên qua tài khoản ngân hàng. Mở rộng điều tra vụ án, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bình Dương tiếp tục lần theo các đầu mối mà Quyên đã giao hàng thành công trước đó. Ngày 1 tháng 2, đơn vị này phối hợp với Công an tỉnh Bình Phước bắt giữ Bùi Ngọc Thành, sinh năm 1988, quê Bình Phước, là đối tượng tiêu thụ ma túy thứ cấp của Võ Văn Quyền. Tang vật thu giữ gồm 0,1485g ma túy đá, 33kg pháo, một xe ô tô hiệu Honda Civic, hai điện thoại di động và một bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá. Một ngày sau, đơn vị phối hợp với Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu bắt giữ hai đối tượng Nguyễn Anh Tuấn, sinh năm 1994 và Danh Hoàng Trọng, sinh năm 1996, thu thêm 232,04g ma túy. Đến ngày 4 tháng 2, Công an Bình Dương tiếp tục phối hợp cùng Công an tỉnh Thừa Thiên Huế bắt giữ Huỳnh Hồng Đợi, sinh năm 1996, với tang vật là 459,04g ma túy. Kết thúc chuyên án, ban chuyên án đã thu giữ tổng cộng hơn 65kg ma túy các loại. Đấu súng để giải vây. Vào lúc 17 giờ ngày 14 tháng 2 năm 2019, tại bản Khưa Khẩu Cạc, huyện Say Buli, tỉnh Sa Văn Na Khệt, Lào, cách cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, Quảng Trị 350km, Bộ đội Biên phòng Quảng Trị phối hợp với Công an tỉnh Sa Văn Na Khệt đấu tranh thành công chuyên án 697LV, bắt Haji Luân Kham Khai Son, 24 tuổi, trú tại bản Tha Sida, huyện Sê Phang Phay, tỉnh Kham Muộn, Lào, là đối tượng trực tiếp vận chuyển và giao hàng, thu giữ 94.000 viên ma túy tổng hợp. Để đấu tranh thành công chuyên án này, lực lượng phá án đã không quản nguy hiểm, mưu trí dũng cảm, kiên quyết áp chế sự chống trả của các đối tượng.
Ngày 27 tháng 8 năm 2018, lực lượng đánh án nắm được nguồn tin tại huyện Tha Khẹc, tỉnh Khăm Muộn, Lào có đường dây ma túy lớn xuyên quốc gia, móc nối vận chuyển cung cấp ma túy cho các đối tượng ở các tỉnh Nam Lào, Campuchia và Việt Nam. Sau nhiều ngày điều tra, các trinh sát tiếp cận được đối tượng có tên Nang Súc, một nữ quái có thâm niên trong nghề cung ứng ma túy. Bởi chỉ qua vài lần gặp gỡ, Nang Súc đã thể hiện mình là bà chủ điều hành đường dây ma túy từ Khăm Muộn đến Sa Văn Na Khệt. Qua công tác điều tra, các trinh sát nắm được Nang Súc sinh năm 1975, tham gia hoạt động mua bán vận chuyển ma túy từ khi mới 20 tuổi. Hiện ả là một mắt xích trong tổ chức của ông trùm Phả Đi Luân Khăm Xê Xôn, còn gọi là Bun Lẹ, 55 tuổi, trú tại Xê Bằng Phay, tỉnh Khăm Muộn. Nang Súc đã có chồng và 3 người con sinh sống tại Tha Khẹc, tỉnh Khăm Muộn. Cuối 2017, chồng của Súc trong một chuyến đi giao hàng đã bị cảnh sát Hoàng gia Campuchia bắt về tội mua bán, vận chuyển ma túy từ Lào và Campuchia. Nang Súc là một đầu mối lớn tại Tha Khẹc, chuyên cung cấp hàng cho các tỉnh phía Nam Lào, Campuchia và các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị của Việt Nam. Ngày 22 tháng 9 năm 2019, đúng theo lịch hẹn, Nang Súc đã gặp đối tác tại huyện Sê Nô, tỉnh Sa Văn Na Khệt và ả đặt vấn đề sẽ giao dịch từ 100 đến 500 mắt. Mắt là từ lóng mà bọn buôn ma túy dùng để chỉ loại ma túy tổng hợp. Mỗi mắt gồm 2.000 viên với giá 25.000 bạt một mắt, có thể thanh toán bằng đô và phải đặt cọc trước 50% giá trị hàng. Tuy nhiên, cùng có mặt tại buổi giao dịch hôm ấy, ông trùm buôn lẻ còn gợi ý sẽ cung cấp thêm 5kg ma túy đá với giá 6.000 đô 1kg. Tiền đặt cọc phải từ 50 đến 60% tổng giá trị lượng ma túy giao dịch với phương thức tiền trả một nơi, giao hàng một nơi và giao cho Nang Súc toàn quyền quyết định. Quá trình điều tra, các trinh sát nắm được đường dây mua bán, vận chuyển ma túy này có rất nhiều đối tượng thành phần tham gia, buôn bán với số lượng lớn và thường xuyên kết nối, tạo lập đường dây vận chuyển ma túy từ Sa Văn Na Khệt qua địa bàn đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị vào Việt Nam tiêu thụ. Từ những chứng cứ tài liệu thu thập được, ngày 3 tháng 10 năm 2018, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Trị chủ động phối hợp với Ti An Ninh tỉnh Sa Văn Na Khệt tiến hành xác lập chuyên án mang bí số 697LV để đấu tranh, triệt phá đường dây ma túy này. Tuy nhiên, quá trình đấu tranh, lực lượng phá án đã gặp rất nhiều khó khăn. Các đối tượng có nhiều thâm niên trong nghề nên bọn chúng đưa ra rất nhiều tình huống phức tạp để thử đối tác đến giao dịch. Chúng thường xuyên giám sát bạn hàng và tình hình trên địa bàn, vị trí giao nhận tiền hàng. Quá trình tiếp cận gặp gỡ đối tác, các đối tượng yêu cầu phải đặt cọc từ 50% đến 60% giá trị hàng trong quá trình giao dịch và phải được chúng kiểm tra giám sát số tiền chặt chẽ trước khi giao nhận. Chúng yêu cầu địa điểm giao nhận hàng là những khu vực mà chúng kiểm soát chặt chẽ và thuộc địa bàn của chúng với địa hình phức tạp, có lợi cho chúng, bất lợi cho ta. Ngày 10 tháng 2 năm 2019, khi nắm được nguồn tin các đối tượng chuẩn bị giao dịch mua bán ma túy, ngay lập tức, lực lượng đấu tranh chuyên án lập tức lên đường thực hiện nhiệm vụ. Mặc dù biết chắc chắn các đối tượng sẽ tiến hành giao dịch ma túy trong những ngày tới, nhưng để xác định chính xác thời gian, địa điểm bọn chúng giao dịch là cả một vấn đề phức tạp. Bọn chúng liên tục thay đổi địa điểm giao dịch, lúc đầu là trong khách sạn, sau đó lại chuyển địa điểm vào rừng sâu để tránh sự chú ý. Tiếp đó, chúng lại chuyển sang bến xe, rồi đến khu vực nhà máy đường ở khu vực giáp danh giữa huyện Sê Nô và Xe Nhạ Bu Ly, tỉnh Sa Văn Na Khệt. Ở khu vực này thường xuyên có xe ô tô ra vào chở mía đường nên việc giao dịch của chúng dễ dàng hơn. Cuối cùng, chúng quyết định chọn vị trí giao dịch ma túy là ở gần cây xăng trên quốc lộ 13, quốc lộ nằm trên hướng Bắc Nam của Lào. Đây là địa điểm có nhiều phương tiện và người qua lại nên rất khó để bố trí đội hình đánh án, mật phục bắt giữ đối tượng, cũng như giám sát các phương tiện, đối tượng đàn em, tay chân hỗ trợ đi cùng. Bên cạnh đó, quá trình vận chuyển hàng, bọn chúng sử dụng rất nhiều phương tiện ngụy trang nhằm qua mắt và đánh lạc hướng sự giám sát theo dõi của ta. Vì vậy, ta không thể giám sát hết, cũng như không thể đeo bám được khi chúng tổ chức giao nhận hàng. Trước những khó khăn như vậy, lực lượng đánh án đã linh hoạt sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ để bám sát, theo dõi, chia tách đối tượng ra nhằm dễ dàng kiểm soát chúng hơn, cũng như dùng nhiều biện pháp tác động để loại bỏ vũ khí của đối tượng trước khi chúng tổ chức giao dịch. 17 giờ ngày 14 tháng 2 năm 2019, khi các đối tượng đang tổ chức giao dịch ma túy, lực lượng đánh án đã đồng loạt tấn công, bắt giữ đối tượng cùng tang vật.
Tuy nhiên, cùng lúc ấy rất bất ngờ, nhiều xe vệ tinh, yểm trợ của đối tượng đã xuất hiện. Các đối tượng sử dụng súng ngắn, súng tự chế và súng tiểu liên AK bắn xối xả vào đội hình đánh án. Tình huống hết sức nguy hiểm, song với quyết tâm và lòng dũng cảm, lực lượng đánh án đã không nao núng, đánh trả quyết liệt, buộc chúng phải tháo chạy vào rừng. Chuyên án 697LV kết thúc bằng thắng lợi đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và vũ khí, trang bị kỹ thuật. Không chỉ chặt đứt đường dây mua bán vận chuyển ma túy từ Lào vào Việt Nam mà còn thể hiện ý chí quyết tâm đấu tranh, ngăn chặn tội phạm ma túy đến cùng của Bộ đội Biên phòng Quảng Trị và Công an tỉnh Savannakhet, góp phần giữ vững bình yên, hạnh phúc cho nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, đến đây thời lượng của chương trình đã hết. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình sau.